Hỏi là ở phía dưới kia có anh nào muốn lên tặng hoa nữ ca sĩ Ngọc Hà không ạ? Holly, Holly ạ. Vâng ạ. Ngày hôm nay thì ca sĩ Ngọc Hà có nhắn nhủ với Khánh Hòa, nói rằng là để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Hồng Nhung và Việt Anh. Thì Ngọc Hà có rất là nhiều những cái ca khúc để gửi tặng tới toàn thể quý vị trong chương trình hôm nay. Nhưng mà với một điều kiện là mỗi một ca khúc mà Ngọc Hà hát xong thì quý vị có thể dành tặng cho Ngọc Hà những bông hoa ly thật tươi thắm, có được không ạ? Chân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng ạ, một lần nữa thì xin được đỡ lời cho gia đình nhà gái cũng như cô dâu chú rể trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng gửi lời mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đăng ký những bài ca, những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ để buổi trưa ngày mai họ sẽ chính thức nên duyên tình chồng vợ. Và một lần nữa thì cho phép Khánh Hòa xin được gửi lời mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bàn kỹ thuật của chương trình. Cùng đăng ký những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến đôi bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình thì ngay sau đây cho phép Khánh Hòa xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Linh ạ. Vâng ạ, xin mời anh Linh sẽ lên sân khấu cùng giao lưu với chương trình ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời anh. Vâng, MC giới thiệu hay quá, lên giao lưu tất cả quý vị một ca khúc được không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị là Nhung về thơ với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. À, và Việt Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Với mình lại với ta, đẹp duyên đôi lứa mặn mà thông gia. Chắc lên đỉnh núi hiền hòa và đôi bạn trẻ đẹp như là ánh bình minh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, và để tiếp theo chương trình thì Mạnh Linh xin gửi đến tất cả quý vị với ca khúc Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ. Xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn lên được không ạ? Hey! Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ok! Nhà gái chúng ta đâu ạ? Ok! Lành xa anh nhớ em ngày qua trong giấc mơ còn hôn thơm xa em lắm nhớ ngày buồn đêm lắm lòng chỉ phút giây mà ngỡ để trong tâm biết xa đến quanh đi vì anh nhớ ta trong giấc mơ hết tình anh trao em làm mơ bên bờ. Hình bóng nhau quanh quanh đêm ngày, nhưng sau bao nhớ nhớ, để anh mang cô em trong mắt em mơ. Lại cho em cả trong giấc mơ, sẽ quay cắt tay em đẹp bao ý thơ. Sự phút giây trôi qua đêm ngày, yêu tâm thành nỗi nhớ. Dù anh ở nơi đâu vẫn nhìn tay em, cho trong giấc mơ. Cảm ơn xin quý vị đổ một tràng pháo tay để yêu ái cho mình đi không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Okay, okay. Here we go. Check. Hey, 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 hey. Oh. Chúng ta
biết xa đến gọi đi. Vì đã nhớ ta cho giấc mơ, nên tình anh cho em đẹp ta ý thơ. Từng phút giây chân khát đẹp này, bởi thương thành nỗi nhớ. Để anh mang theo em trong những đêm mơ. Vì anh cho em có cho giấc mơ, nên quay cảm anh em đẹp ta ý thơ. Từng phút giây chân qua đêm này, yêu thương thành nỗi nhớ. Dù đến đâu anh vẫn đi tới, có cho giấc mơ. Anh yêu em trong giấc mơ, nên tình anh trao em đẹp bao ý thơ. Từng phút giây chân thân đêm ngày, bao giờ phải nỗi nhớ để anh mang theo em trong những đêm mơ. Anh yêu em trong giấc mơ, nên quay cận bên em đẹp bao ý thơ. Nên mong em bên quanh đêm ngày, theo thương thành nỗi nhớ. Dù đến đâu anh vẫn đi tới, ca trao giấc mơ. Xin kính chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, chúc cho quý vị trong buổi tối nay thật vui vẻ khi trở về hôn trường mọi nhà gái. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn ban nhạc rất là tuyệt vời trong buổi tối nay này các quý vị ơi. Phải nữa. À thế thì chúng ta đang chuyển sang bây giờ là mùa gì quý vị ơi? Chờ đông, được không ạ? Mai Ly gửi đến tất cả quý vị với ca khúc Chờ Đông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Và trong lúc chờ thì quý vị chuẩn bị đã. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều trong ca khúc buổi tối hôm nay với ca khúc Chờ Đông. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đang thể hiện diện trong thời buổi tối hôm nay. Và Mai Ly nhìn thấy là những gương mặt tươi tắn của quý vị cũng là niềm hạnh phúc của cô dâu rể, đúng không ạ? Dạ.